Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tuyên bố tấn công đường tiếp viện của phương Tây châu Ukraine. Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công 6 ga đường sắt ở miền Tây Ukraine, được coi là các đường tiếp viện khí tài quân sự của nước ngoài châu Ukraine. RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 25 tháng 4 cho biết, quân đội Nga đã xóa sổ 6 nhà ga đường sắt ở các khu vực miền Tây Ukraine, gồm Krasnoye, Donbinov, Merinka, Bechidev, Koven và Korosten. Theo lời ông Konashenkov, đây là các nhà ga điều hành, những tuyến đường sắt đang được sử dụng để vận chuyển khí tài quân sự của nước ngoài cho lực lượng Ukraine tại Donbass. Ngoài ra, ông Konashenkov cho hay quân đội của Nga cũng không kích và xóa sổ 27 mục tiêu quân sự khác của Ukraine, trong đó có 4 trung tâm chỉ huy. Trước đó, ông Oleksiy Kamysin, người đứng đầu ngành đường sắt Ukraine nói rằng Nga đã không kích 5 ga đường sắt ở miền Trung và miền Tây nước này trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ. Đợt không kích đầu tiên bắt đầu khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 4 ở Krasnye, gần thành phố Lviv. Quân đội Ukraine cho biết phía Nga đang tìm cách xóa sổ hạ tầng đường sắt nhằm gián đoạn nguồn tiếp viện khí tài quân sự của nước ngoài cho Ukraine. Để làm được điều đó, họ tập trung không kích mạng lưới đường sắt của chúng tôi, ông Kamysin viết trên Facebook. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi cuối tháng 2, phương Tây liên tục cung cấp khí tài, trang thiết bị giúp Kiev đối phó với đà tiến công của Moscow Thậm chí gần đây khi Nga chuyển trọng tâm, dồn lực cho mặt trận miền đông Ukraine, các nước phương Tây cũng dục dịch chuyển cho Kiev những khí tài hiện đại hơn, hàng nặng hơn như hệ thống phòng thủ tên lửa, xe tăng, xe bọc thép, máy bay không người lái chiến thuật. Phương Tây giữ bí mật về các tuyến đường vận chuyển khí tài cho Ukraine. Sau một số nguồn tin nói rằng, nhiều lô khí tài được vận chuyển thông qua nước láng giềng Ba Lan. Hồi tháng 3, Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho hay, các khí tài phương Tây chuyển cho Ukraine được tập kết lại tại một sân bay bí mật ở Đông Âu. Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ Eucom, được cho là đóng vai trò trung tâm của chiến dịch vận chuyển quy mô lớn nói trên thông qua việc sử dụng mạng lưới liên lạc với các đồng minh và đối tác để phối hợp giao nhận khí tài cho Ukraine. Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh cung cấp khí tài cho Ukraine là hành động nguy hiểm, đồng thời cảnh báo bất cứ lô khí tài nước ngoài nào vào Ukraine cũng có thể trở thành mục tiêu chính đáng của lực lượng Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25 tháng 4 nói, việc phương Tây trang bị khí tài cho Ukraine không khác nào đang tham chiến với Nga những khí tài này sẽ là mục tiêu chính đáng của quân đội Nga trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt. Các kho khí tài ở Tây Ukraine đã hơn một lần bị tấn công, điều đó không thể khác được, Ngoại trưởng Lavrov nói. Bất chấp những cảnh báo này, phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp khí tài, trang thiết bị giúp Ukraine đối phó với chiến dịch của Nga. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin hôm 26 tháng 4 đã chủ trì một cuộc họp giữa giới chức quân sự của hơn 40 quốc gia tại căn cứ không quân Ramstein của Đức. Cuộc họp được cho là tập trung vào nội dung làm thế nào để trang bị khí tài giúp Ukraine đối phó với chiến dịch của Nga tại Donbass. Nga tuyên bố hạ 500 binh sĩ Ukraine một đêm. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tập kích nhiều cơ sở quân sự và khí tại Ukraina trong đêm qua, khiến khoảng 500 quân nhân đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong báo cáo tình hình chiến dịch quân sự tại Ukraine được công bố hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đêm ngày 25 tháng 4, tên lửa chính xác cao của Nga đã đánh trúng 4 cơ sở quân sự Ukraine, trong đó có 2 kho quân khí tại Kharkov, thành phố lớn thứ hai nước này. Lực lượng Nga cũng tấn công 87 cơ sở quân sự Ukraine, xóa sổ 59 xe bọc thép, pháo, các phương tiện và hạ tổng cộng 500 quân địch. Hai bị phóng của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và Osa-AKM của Ukraine đã bị xóa sổ. Hai hệ thống tên lửa phòng không S-300, một bị phóng tên lửa chiến thuật Toskau và một trạm tác chiến điện tử bị xóa sổ gần làng Bavinkove, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 13 máy bay không người lái của Ukraine. quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về các thông tin này. Sau 2 tháng mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đang đẩy mạnh các đợt tấn công ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, đồng thời tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa dẫn đường vào các mục tiêu trọng yếu của nước này. Tổng thống Ukraine gần đây liên tục thúc giục các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân khí, đặc biệt là tiêm kích xe tăng và tên lửa phòng không cho Ukraine. Các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine được cho là sẽ rất khốc liệt, với hình thái tương tự những trận chiến lớn với xe tăng và pháo thời thế chiến thứ hai. Tổng thư ký Liên Quốc Antonio Guterres hôm qua tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Putin. Trong nỗ lực hòa giải xung đột, ông cũng dự kiến gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước khi đến Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chuyến thăm của ông Guterres được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến bộ về ngừng bắn, giúp dân thường rời khỏi các thành phố bị bao vây và bắt đầu đặt cơ sở cho cách thức bảo vệ tình trạng trung lập của Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Trước đó, hơn 200 cựu quan chức Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho Tổng thư ký Guterres, kêu gọi ông nỗ lực can thiệp và cảnh báo Liên Hợp Quốc đang bị gạt ra ngoài lề của khủng hoảng Ukraine. Ngày thứ 61 chiến sự, tên lửa Nga tập kích nhà máy lọc dầu Ukraine. Nga phá hủy nhà máy lọc dầu ở thành phố công nghiệp Krematrak, phía bắc Ukraine, trong khi Kiev nói Moscow định chặn nguồn viện trợ vũ khí. Tên lửa tầm xa có độ chính xác cao đã phá hủy cơ sở hạ tầng sản xuất nhiên liệu tại nhà máy lọc dầu, cũng như kho lưu trữ sản phẩm dầu mỏ dùng cho thiết bị quân sự của Ukraine tại thành phố miền bắc Krematrak. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 25 tháng 4. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander khai hỏa và đánh xuống mục tiêu nhưng không rõ thời gian và địa điểm cụ thể. Tướng Konashenkov thêm rằng 6 mục tiêu quân sự của Ukraine cũng bị tấn công bằng tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay, chủ yếu là từ các cứ điểm tập kết lực lượng và kho đạn ở tỉnh miền Bắc Kharkov. Công ty đường sắt nhà nước Ukraine Ozalnistia cho hay lực lượng nga đã anh kích sáu nhà ga xe lửa ở miền trung và miền tây nước này khiến một người đã không qua khỏi và bốn người khác bị thương, đồng thời làm ít nhất 16 đoàn tàu bị trễ chuyến. Bộ quốc phòng Ukraine cáo buộc Moscow đang tìm cách phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt để gây gián đoạn hoạt động viện trợ quân sự cho Kiev. Quân đội nga sau đó đã xác nhận sử dụng tên lửa chính xác cao để phá hủy các cơ sở vận hành đường sắt dùng để vận chuyển vũ khí từ nước ngoài đến Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết, Moscow không có thông tin về một cuộc trưng cầu dân Ý sắp diễn ra ở thành phố Khắc Sơn, miền nam Ukraine. Tôi chưa nghe thấy điều gì, ông nói khi được phóng viên đề nghị bình luận về thông tin. Bình luận được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Moscow dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý ra tại Khắc Sơn, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát, đồng thời tuyên bố kế hoạch thành lập Cộng hòa Nhân dân Khắc Sơn của Nga sẽ không thành công. Tướng Mikhail Mizestev, chỉ huy Trung tâm Quản lý Phòng thủ Quốc gia Nga, thông báo quân đội Nga và lực lượng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, sẽ đơn phương ngừng bắn quanh nhà máy gang thép Anzostan ở thành phố cảng miền nam Mariupol từ chiều ngày 25 tháng 4. Các đơn vị sẽ rút về khoảng cách an toàn và đảm bảo dân thường được sơ tán theo tuyến đường mong muốn. Nếu vẫn còn dân thường ở bên trong, chúng tôi yêu cầu Kiev lập tức lệnh cho chỉ huy các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc để họ rời nhà máy, tướng Mizinstep nói và đề xuất lực lượng phòng thủ Ukraine treo cờ trắng ở một số khu vực hoặc toàn bộ vành đai nhà máy để thông báo sẵn sàng thực hiện hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết Kiev chưa thỏa thuận với Moscow về thành lập hành lang nhân đạo tại Mariupol. Oleksiy Arestovich, cố vấn tổng thống Ukraine, cáo buộc lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhà máy Azovstal bằng xe tăng, bộ binh dưới sự yểm trợ của máy bay và pháo binh. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo đã đẩy lùi một số cuộc tấn công ở miền đông nước này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motulansky thêm rằng lực lượng Nga đang tìm cách chọc thủng phòng tuyến tại các thị trấn Rubini, Popana, Siribia, Donetsk, Marinka và Arbika cũng như tiến quân từ thành phố Izium đến Babrikroner và Sloviansk. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cơ quan an ninh liên bang FSB đã ngăn chặn âm mưu tấn công Vladimir Slovev, người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình Nga. Ông cũng cáo buộc phương Tây kích động cơ quan an ninh quốc gia Ukraine lên kế hoạch nhắm vào nhiều nhà báo Nga, nhưng Kiev đã bác bỏ điều này. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết hơn 5,2 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước sau 2 tháng chiến sự số người sơ tán sang các nước láng giềng ở Ukraine đã giảm dần so với tháng đầu xung đột. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nga đang thất bại trong các mục tiêu ở Ukraine, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự nước ngoài trị giá 713 triệu USD cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh cùng đối tác, trong đó dành cho Kiev khoảng 322 triệu USD, phần còn lại chia cho các thành viên NATO và những nước đã cung cấp vũ khí cho Ukraine từ khi nổ ra xung đột. NATO điều tàu chiến tới sát Nga giữa lúc căng thẳng. Ba tàu chiến NATO sắp tập trận với hải quân Phần Lan trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Thông báo của lực lượng quốc phòng Phần Lan hôm nay cho biết ba tàu chiến NATO gồm tàu của Latvia, Estonia và Hà Lan đã đến cảng Tutku ở tây nam Phần Lan để tập trận với các tàu của hải quân Phần Lan. Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 4. Cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho các tàu Phần Lan tham gia lực lượng phản ứng của NATO vào năm 2022 và tập trung vào các biện pháp đối phó mìn và hoạt động trong quân khổ đa quốc gia. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Phần Lan đang xem xét gia nhập NATO và xung đột nga ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nước thành viên NATO vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine đối phó với chiến dịch của Nga. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin hôm 13 tháng 4 cho biết nước này sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần tới về việc có nộp đơn gia nhập NATO hay không, bất chấp sự phản đối của Nga. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga và quốc gia này đang xem xét lại chính sách trung lập. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo về hậu quả của việc Phần Lan gia nhập NATO, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ không mang lại sự ổn định cho châu Âu. Mỹ và các đồng minh NATO vẫn đang tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine nhằm giúp cản đà tiến công của Nga. Tổng thống Ukraine liên tục kêu gọi viện trợ quân khí trong bối cảnh giới chức nước này lo ngại một trận chiến lớn xảy ra ở miền đông Ukraine khi Nga tập trung lực lượng và hỏa lực tới khu vực này. Phương Tây ban đầu tỏ ra khá thận trọng khi chỉ cung cấp những khí tài và trang thiết bị đơn giản như mũ bảo hộ, áo chống đạn cho Ukraine. Tuy nhiên hiện tại trong các lô viện trợ cho Ukraine có cả máy bay không người lái, có khả năng xóa sổ xe tăng và pháo của Nga ở cách xa hàng chục km cùng nhiều loại khí tài hạng nặng. Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, nếu Nga tấn công vào xe chở quân khí phương Tây viện trợ cho Ukraine, NATO sẽ coi đây là lý do để kích hoạt điều khoản 5 trong hiệp ước của liên minh bảo vệ thành viên. Điều khoản 5 quy định về phòng thủ tập thể, tức là cuộc tấn công vào một thành viên của liên minh, được coi là cuộc tấn công vào tất cả các thành viên. Tổng thống Vladimir Putin hôm 25 tháng 4 cáo buộc phương Tây đang cố gắng hủy hoại Nga và thúc giục các công tố viên hàng đầu phải cứng rắn trước âm mưu gây chia rẽ nước này phát biểu trước các công tố viên hàng đầu của nga, ông putin cáo buộc phương tây sử dụng ukraine lên kế hoạch tấn công các nhà báo nga. tuy nhiên, phía kiev lên tiếng phủ nhận cáo buộc. ông putin cho biết tổng cục an ninh liên bang nga hôm 25 tháng 4 ngăn chặn âm mưu sát hại nhà báo nổi tiếng vladimir soloviev của một nhóm khủng bố. bên cạnh đó, ông putin cho biết phương tây nhận ra rằng ukraine không thể đánh bại nga trong cuộc chiến nên đã chuyển sang một kế hoạch khác một nhiệm vụ khác đã được đặt lên hàng đầu chia rẽ xã hội nga và hủy hoại nước nga từ bên trong nhưng họ cũng đã thất bại xã hội của chúng ta đang cho thấy sự trưởng thành đoàn kết và ủng hộ quân đội của chúng ta ông putin cho biết các tổ chức truyền thông nước ngoài và mạng xã hội đã bị gián điệp của phương tây sử dụng để đưa tin về các hành động khiêu khích chống lại lực lượng nga do vậy tổng thống nga thúc giục các công tố viên nên phản ứng nhanh chóng trước những tin tức giả mạo và các báo cáo phá hoại trật tự. Trước đó, chỉ vài ngày sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Putin đã ký một đạo luật áp dụng án tù lên đến 15 năm đối với các hành vi cố tình phát tán tin giả về quân đội Nga. Máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ ở Nga Hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, quan chức địa phương thông báo. Viết trên Twitter, thống đốc vùng Kursk, ông Roman Stavoroid, cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine vào sáng sớm ngày 25 tháng 4 tại làng Boroskoye, không có ai bị thương trong vụ việc. Cũng trong sáng ngày 25 tháng 4, một đám cháy lớn đã bùng phát tại kho dầu ở Priyansk, thành phố cách biên giới Ukraine khoảng 150 km, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, đạn cối đã bắn trúng một cửa khẩu Nga-Ukraine hôm 23 tháng 4, nhưng may mắn không có ai bị thương. Ngày mùng 1 tháng 4, Nga cáo buộc Kiev tiến hành không kích bằng trực thăng nhằm vào một kho dầu ở thành phố Belgorod thuộc khu vực giáp danh với Ukraine. Tuy nhiên, Kiev phủ nhận việc thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ của Nga. Nga tố Ukraine pháo kích làng gần biên giới Giới chức Nga cáo buộc Ukraine pháo kích làng Zuralevka cách biên giới 3 km, khiến hai người bị thương. Làng Zuralevka bắt đầu bị pháo kích, tỉnh trường Belgorod V.A. đăng trên Twitter ngày 25 tháng 4 và cho biết uh, trưởng làng báo tin khi chuẩn bị lên tàu tới Moscow. Một số ngôi làng đã bị tàn phá. Chúng tôi ước tính quy mô thiệt hại sau khi kiểm tra. Chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ bị tàn phá, ông Gakop viết, song chưa công bố thêm chi tiết về vụ pháo kích. Làng Zhuralevka nằm cách biên giới Nga-Ukraine 3 km. Giới chức Nga cho biết ngôi làng cuối tháng 3, làng Zhuralevka tiếp tục bị tấn công hồi tháng 4. Nga cũng cáo buộc Ukraine tấn công một số ngôi làng gần biên giới khác. Giới chức làng Ochanoil ngày 24 tháng 4 đã báo cáo vụ pháo kích được cho là từ phía Ukraine, song không gây ra những tổn thất về người do khu vực bị bắn phá nằm cách xa ngôi nhà. Ủy ban điều tra Liên bang Nga ngày 25 tháng 4 đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ làng Nakhotevka bị tấn công, khiến một số tòa nhà và phương tiện giao thông bị hư hại. Cơ quan này cho biết ngôi làng bị pháo kích từ phía lãnh thổ Ukraine. Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Ít giờ trước, lực lượng Nga và dân quân Donetsk tự xưng đã kiểm soát Zarevchoye tiếp cận Liman. Việc chiếm Liman sẽ cung cấp một con đường trực tiếp đến Slaviansk từ phía đông. Quốc hội Ukraine bày tỏ tham vọng vẫn muốn gia nhập NATO. Chủ tịch Rada, Quốc hội đơn viện của Ukraine, ông Ruslan Stefachuk tuyên bố rằng Quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu để loại bỏ mục tiêu gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của đất nước khỏi hiến pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Ukraine Ukrainska Pravda được công bố hôm 25 tháng 4, ông Stepanchuk được hỏi rằng liệu các nhà lập pháp Ukraine có ý định sửa đổi hiến pháp của đất nước liên quan đến tham vọng trở thành một quốc gia thành viên NATO hay không. Quan chức này cho biết câu trả lời là không, đồng thời nói thêm rằng thay đổi hiến pháp hay không không quan trọng. Ông nhấn mạnh rằng tại thời điểm này, trọng tâm của chính quyền Ukraine là đảm bảo an ninh cho người dân. Việc này là ưu tiên số một đối với chúng tôi, ông Stefan Chuk lưu ý. Đối với tôi, với tư cách là đại diện cho giới lãnh đạo chính trị của nhà nước, đây chính xác là một ưu tiên hàng đầu để mọi người không còn phải hy sinh và trả giá bằng cuộc sống của mình cho giấc mơ châu Âu, cho giấc mơ an ninh khu vực, Chủ tịch Rada nói. Theo ông Stefan Chuk, Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ lời hứa xuông nào Ông trích dẫn bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Ông cũng nhấn mạnh rằng chỉ một thỏa thuận được xác định rõ ràng mới có thể giúp Ukraine cảm thấy thoải mái. Quay trở lại với những gì được viết trong hiến pháp của Ukraine liên quan đến NATO và Liên minh châu Âu, ông Steven mô tả việc gia nhập hai tổ chức này là tâm nhìn triển vọng về tương lai của Ukraine. Vào ngày 29 tháng 3, trong cuộc gặp trực tiếp, Cuối cùng, giữa các nhà đàm phán Ukraine và Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Kiev đã đề xuất ký một thỏa thuận quốc tế về đảm bảo an ninh cho Ukraine. 10 ngày trước, Stefan Chuk chỉ ra rằng ông không loại trừ việc loại bỏ mục tiêu về tư cách thành viên NATO khỏi hiến pháp của Ukraine, tùy thuộc vào con đường mà các nhà đàm phán sẽ đi. Quan chức này nói thêm rằng Rada có thể bắt đầu tìm kiếm một mô hình mới, không mâu thuẫn với hiến pháp hoặc sẽ thay đổi hiến pháp một cách phù hợp với hoàn cảnh chung. Sửa đổi được bổ sung vào hiến pháp Ukraine vào tháng 2 năm 2019, buộc chính phủ nước này phải tuân thủ mục tiêu trở thành thành viên NATO với tổng thống là người bảo lãnh cao cấp.